Mối thứ hai. Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba. Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm, 2 năm gì đó. Tôi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được. Dạ. Rồi, xin mời nhà gái. Ngồi đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời em. Bên đó có rung không vậy? Bên đây tôi rung lắm luôn rồi nè. Ôi, bên này thấy ngon à. Không có gì rung hết, bây giờ giới thiệu về mình coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở khán phòng. Em tên là Phan Thị Thiên Lý, năm nay em 31 tuổi, em ở Tiền Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh bên vé máy bay. Làm đại lý vé máy bay đúng không? Dạ. Tiền Giang là ở đâu vậy Lý? Dạ em ở Cai Lậy ạ. Trời ơi, sát bên anh rồi. Trời ơi, Đồng Hương. Đồng Hương luôn. Giúp chào đỡ Đồng em Hương nha. Dạ. Thiên Lý, mời chàng trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thanh Trà. Năm nay em 29 tuổi. Quê em đến từ Long An ạ. Sát bệnh luôn. Em làm nhân viên kinh doanh dạ. Ta 29, dạ mình 31 có ngại không? Đâu dạ có gì đâu ngại đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói một chút về ưu khuyết điểm của mình coi nè. Dạ, em ưu điểm của em là em là người chịu khó ạ. Cũng rất là hòa đồng, vui vẻ và biết lắng nghe, độc lập về tài chính. Cũng đánh đổi thanh xuân của mình để tạo dựng sự nghiệp, để tạo dựng sự nghiệp, tập trung vào công việc là chính. Tập trung cao vào công việc. Trời, dân Tiền Giang ai cũng giỏi hết trơn Vân ơi. Thì tôi có nói gì đâu, tôi biết mà anh Quyền Linh. Bây giờ mình có cái nhược điểm gì không? Dạ có, tính chất công việc em cũng hơi làm, cũng có khi khuya nên là ngủ hơi nhiều. Hơi dậy trễ rồi, hay quên với tin người á. Có bị giật với máy bay nhiều không? Khó, sao chưa biết hay vậy? Khó, sao chưa biết hay vậy? Thì tin người là bị giật thôi. Bên kia nói về mình đi nào. Em thì là một người rất là vui vẻ, dễ đồng cảm với những người bạn của mình. Hơi dở của em là đôi khi em hơi nóng tính một chút xíu. Ai mà nói xấu về gia đình em đi, mà nói xấu trước mặt em thì nếu mà em nghe đó là em sẽ nóng, là em sẽ nóng và em cự luôn, có nghĩa là lớn tiếng lại với người đó liền. Nói xấu gia đình mình em nóng. Còn nói chung mà cái việc nóng tính á thì sau này khi em làm cái nghề của em là nhân viên kinh doanh á, sau này thì em bớt nóng tính rồi. Tại vì đó, đi làm cái nghề của em thì trước tiên là khách hàng phải luôn luôn đúng trước cái đã. Tình yêu sao rồi? Tình trường của em thì từ chỉ có em có ba mối tình của thời học đi học anh. Học sinh đó hả? Dạ đúng rồi, thời học sinh. Nói chung là mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm, 2 năm gì đó. Mối nào là em yêu, em nhớ nhất, sâu sắc nhất? Nếu mà nói về tình cảm mà sâu sắc nhất thì đơn nhiên là tình đầu anh. Nhưng mà thấy có lỗi nhất là có lỗi cái mối tình thứ hai thôi. Có lỗi gì? Em làm gì có lỗi? Tại vì khi mà em chia tay mối tình thứ nhất, em quen với người thứ hai. Thì đang quen người thứ hai thì vô tình quen biết với người thứ nhất là mới chia tay. Em thì lại chia tay với người thứ hai, em muốn quay lại với người thứ nhất. Thôi thôi. Lộn xộn quá ta. Xong rồi em xong rồi vô cũng không quay lại được với mối tình thứ nhất. Thì em mới vô tình em nhắn tin nói chuyện qua lại với cái mối tình thứ ba. Cái vô tình thì em nói em thích cô đó, thì cô đó cũng vô tình nói ok thôi. Thì quen được năm nữa. Ông bà ta xưa nói nít quỷ nè, lum tùm la hết trơn. Rồi cuối cùng rồi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được dạ. Hồi xưa có nhiêu nó dồn nó yêu hết rồi. Giờ đâu còn gì nó đâu yêu. Rồi còn mình sao nè, mình nói cho bạn đó bạn nghe coi. Em có hai mối tình. Mối thứ nhất là khi em đi làm bắt đầu được một năm á, thì biết thì xong rồi người ta có gia đình rồi em cũng chấp nhận thôi. À thôi. Dạ. Rồi bỏ đi, bỏ mối tình đó đi. Em nghỉ làm luôn rồi em tự làm luôn tới giờ. Rồi em tập trung vào công việc, cũng thời gian sau em ổn định rồi em cũng có gặp một người. Nhưng mà khi tìm hiểu biết người ta đã từng có gia đình rồi á, có con riêng nữa nên thấy không phù hợp nên tôi em dừng lại thôi. Trà muốn có người yêu một mẫu hình lý tưởng thế nào nè? Bạn gái chỉ cần chiều cao khoảng 1m50-55 trở lên là được rồi. Nói chung là đừng quá ốm thôi, còn em không thích người ốm thôi. Thích người cỡ kia. Chào cưng. Dạ, chào chị. Nói chung là vừa người đúng không? Dạ đúng vừa rồi. Vừa người, đừng có ốm, đừng có mập, dạ, vừa người thôi. Rồi. Dạ. Chị ngạc nhiên ghê á. Tại sao ta, em ăn ở không 11 năm, lý do tại sao vậy? Từ lúc mà năm 18 tuổi tới giờ thì nó có nhiều cái gọi là trong gai lắm chị.
Nói chung là cuộc sống nó hơi gian trưng, xong rồi cái nhiều khi đi làm về đó tiếc như thành một thói quen, cái đi làm về ăn uống rồi nghỉ ngơi, cái em ngủ sáng hôm sau đi làm, làm tiếp tục công việc tiếp, riết nó lặp đi lặp lại như một cái thói quen luôn. Cũng đã muốn có người yêu lâu lắm rồi nhưng mà không biết là tại sao em chưa gặp được cô gái nào mà cũng chưa có ai làm cho em cảm thấy, có nghĩa là rung động. Chết rồi, ông Linh ông hỏi nãy câu trả lời coi chừng đổi hướng đổi chiều đó. Đâu, gió đổi chiều chị, đó. Em hứa luôn, bảo đảm luôn là em thích con hứa luôn con đúng gái. Không? Thích không? Bảo nãy đảm giờ ông em... Linh đứng gần em có thấy loạn nhịp tim không? Không. Không phải không? Thấy bình thường, không có gì đâu. Vậy đó chị yên tâm. Chị yên tâm chút. Em chỉ mắc cười là hôm nay anh Linh để cái tóc đẹp quá rồi. Thì đó, đó. Ừ, em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em á nét đẹp giống một cái người mẫu nào đó. Hiện là em đang thích một phụ nữ có cá tính một chút xíu. Đừng có quá hiền, bánh bèo hay gì đó. Em không thích. Chắc chắn đây không có rồi. Dạ. Ta chủ một cái công ty nhỏ rồi đó ông ơi. Ok, vậy yên tâm rồi. Dạ, cho anh Vy Lý. Ôi, tóc anh đẹp quá. Ôi, tóc anh đẹp quá. Lý không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông không có tính lập trường, không quyết đoán, không có kiểm soát được bản thân. Em thích người đàn ông nhẹ nhàng, lịch sự, chuẩn mực, hướng về gia đình. Thì em là người sống tình cảm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi xong cho hai bên gặp mặt đi ha. Đúng rồi. Long An, Tiền Giang sát bên. Tiền Giang đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ, anh trai với chị. À. Xin chào MC Huyền Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Tôi là mẹ của Thiên Lý. Chào cháu bên nhà trai. Chào cô. Ở đây là anh trai thứ ba, còn chị đồng nghiệp của đồng Thiên nghiệp. Lý. Thế cũng hiền. Hiền ha. Còn có yêu cầu đàn trai gì không? Không, không có đâu Quyền Linh ơi. Em trai nói nhà em ở đâu? Dạ, con ở Long An bác. Huyện nào? Dạ, con ở huyện Thủ Thừa. Thiên Lý thì nó có nhà cửa thành phố hết rồi. Giờ con về trên đây ở được không? Con thì... sao cũng được, nhưng mà một tuần thì ví dụ như con làm ở Long An thì một tuần con hay về Long An lắm. Thì Lý có nhà riêng rồi, về ở rể được không á? Cái đó là không ở rể đâu, hai đứa tự. Ở riêng, nhà riêng của Lý. Nhà riêng luôn, không có ở rể. Trời, nhà được. Của mình ở dưới thị xã, cả lại mà Quyền Linh. Trời, ngon đâu quá. Đâu có ở đây đâu. Nhưng chạy được không? Được. Dạ. Anh ba, này anh ba có ý kiến gì không anh ba? Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân với chào khán giả, chào mọi người, chào... nhà trai bên kia. Em chào anh. Mình là anh thứ ba của Lý. Nói chung anh thấy em cũng hiền, cũng thật thà. Còn phần sau là phần phấn đấu của mình thôi. Dạ. Chứ anh cũng không nói nhiều hơn. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi. Em đi với ai Trà? Dạ, em đi với anh của em anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Rồi, chào em trai. Này em lên hỗ trợ tinh thần cho thằng em cô đơn quá lâu rồi. Em cũng xúi nữa đăng ký cái chương trình này á. 11 năm mà, dạ. Mà quá. Anh thấy thì em gái bên đây cũng dễ thương, thiệt thà. Nói chung là miền Tây là thích rồi đó. Hy vọng hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến đến xa hơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu tâm sự nha Trà nha. Nào, cố gắng lên. Mở rào. Mình có món quà tặng. Này là sáng mình làm. Dạ. Cái gì vậy anh? Bò bóp thấu. Thấu luôn á. Em bán vé máy bay không có gì hết, em có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Hay là chuyến du lịch ở Đà Lạt có thông tin rồi. Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Em, cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6, 25. Dạ. Bữa nay mấy giờ, rước em mấy giờ? Anh chị coi kỹ, ghi rõ. Hai vé luôn, đúng không? Dạ, cứ hồi luôn. Có ngày có giờ hết trơn trọi rồi. Thứ 6 mình đi, chủ nhật mình về. Chị đúng rồi. Chị đúng rồi. Cơ hội đang tới đó Trà. Tới luôn đi. Nào. Dạ. Thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Ừ, anh thấy con gái anh nhát dữ lắm. Em ăn thử món của anh làm. Em dùng luôn hả? Ừ, em ăn thử đi. Em xin phép mọi người. Không. Em xin phép mọi dạ. Người em dùng. Ăn đi cưng. Em dùng một mình nha. Thiệt đời bất công thiệt. Nói nó ngay rớp rớp rồi. Lòng tôi cũng xót xa luôn. Sao mốt người chơi lên tặng đồ ăn nhớ tặng tôi nha.
đúng là giòn á anh. Trời ơi. Rồi bò rất là mềm, vừa vô miệng là nó muốn tan luôn á. Trời ơi. Gỏi là chuối nữa, giòn, rất là thơm, ngọt trời, ngọt, chua chua, mặn mặn. Nói chung là vừa, hài hòa. Nói chung thì anh thích là nấu đồ ăn. Thường xuyên cũng hay tụ tập với nấu đồ ăn cho bạn bè, nhưng mà giờ hết muốn nấu cho mấy bạn ăn rồi. Dạ. Anh muốn kia. Giờ muốn nấu cho ai nói luôn đi. Hôm nay thì em sẽ muốn nấu cho Lý ăn. Anh cho ăn mà anh không cho uống. Thì ăn chút răng hai mà chân ăn gỏi. Ngon quá nè. Vậy anh quên chứ không anh pha cho em đi trà đào nữa rồi. Tao tặng gỏi tao phải tặng trà đào hay là sinh tố này kia chứ. Ủa anh trà anh đang làm việc ở đâu ạ? Làm ở quận 4 em. Em thấy anh như thế nào? Anh như thế này là được rồi. Anh như thế này là được rồi. Về phân công bán vé máy bay luôn đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thì đúng như anh cái mẫu người mà anh thích là nó hơi tròn tròn một xíu, nó không quá ốm. Em mới giận con. Anh thấy cái giọng nói của em nghe nó rất là êm tai. Em đính chính nha, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Trà có ngại không? Dạ không chị. Cứ anh em bình thường cho chị. Anh nhỏ gì dân anh còn kêu chị dân bằng em mà. Nếu em biết tuổi trước thì em kêu em rồi đó. Nhưng mà nhìn cái mặt thì kêu anh được. Anh nói chung là anh chứng đen chạc. Là do anh giăng nắng thôi em, chứ không có gì đâu. Em nhìn anh thấy cái sự trưởng thành, chững chạc của người đàn ông trong đó. Mặn mà. Không, anh đàn ông mà. Em thì em ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thì anh cũng ở Sài Gòn nguyên tuần. Thì mình có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào mà em muốn. Được anh. Còn ví dụ như cuối tuần đi. Cuối tuần ví dụ như em muốn đi về về với mẹ hay đi đâu thì anh có thể chở em đi. Được anh. Vậy mình bấm luôn đi. Trời ơi. Chưa. Rồi bây giờ em tiến tới bên cô gái kìa. Nắm tay cô gái. Rồi hát tặng cô ấy một bài. Đó, thấy chưa? Sau này ví dụ như anh không có thể, ví dụ anh không cho em được nhà cao hay cửa rộng gì đó đi. Xe gì sang á, anh không có. Có thể anh không có làm được nhiều được tính như vậy. Nhưng mà anh chỉ hứa là anh sẽ làm lúc nào em cũng cười. Như hôm nay khi em ăn cái món của anh mà em cười á. Cảm ơn anh. Hát bài gì cho cô gái ấy cười đi. Trà. Nhiều lần gặp ngừng muốn ngồi. Tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa. Để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trầm nhìn em thân lâu. Nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Nắng đêm từ ngàn muôn ánh sao. Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Thôi anh hát tới đây hơi được vậy. Lý đáp lại đi bài nào. Dạ. Có hai câu rap nhỏ nhỏ. Em bắt đầu nha. Bài là tình yêu màu nắng. Dạ. Ai mặt nõng lái lai, nõng lái lai. Ai mặt nõng lái lầu, nõng lái lầu. Em vô nha. Bài tên của anh là nắng. Để em được là mây trắng. Bên anh quân quyết mây chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ. Lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời. Nơi nào xa xôi, màn đêm tối ai dâng lối em. Để gần anh mãi. Đừng bấm vì tất cả điều gì các bạn nha. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Thôi ôi đó, bấm mà hơi đi nữa dễ sợ quá. Nguyễn Anh Trinh. Nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ sẵn đài gì xin phép luôn Lý cho anh hung cái đi. Muốn hôn đầu tiên. Cho anh hung.
cố gắng lên nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay với hai cặp đôi mà họ đã bấm nút hẹn hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:04. Bạn gái cho mình hỏi đi, chơi thể thao bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là boxing dạ, với lại là đừng có lãng hoạn nha. Không, nhưng mà yêu giống màu cát mà anh. Hả? Yêu giống màu cát. Màu cát đúng không? Mời nhà trai. Đây, xin chào. Xin mời nhà gái. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình. Mình chào Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Chào bạn gái bên kia. Mình giới thiệu mình là Nguyễn Hữu Dương, năm nay 43 tuổi, giám đốc công ty nội thất Trương Dương. Công ty thì trước ở Sài Gòn nhưng bây giờ chuyển về Thanh Hóa, nhưng bây giờ vẫn làm thì chứ vẫn Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Nội tên là. Nhưng mà ở chính là ở đâu? Công trụ sở chính ở Thanh Hóa. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh và con xin chào cô Hồng Vân, cùng chào các anh chị khán giả ở trường quay. Em tên là Thủy, hiện đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Em đến từ Quảng Bình và hiện đang sống tại Nhà Bè. Rồi, mình có điểm mạnh, điểm yếu nào nói chuyện cho đàn gái nghe với. Dạ. Điểm mạnh của em thì biết giao tiếp, sống thật thà. Giám đốc là giao tiếp hết số 1 rồi. Mình biết, có biết nấu ăn này, dọn dẹp nhà này. Chà, nói may quá, là... em không biết nấu ăn. Có điểm yếu gì không? Có điểm yếu thì cũng rất nhiều, nhưng mà sống cả nể, nhiều khi sống với bạn bè rất nhiệt tình. Nếu mà đi nhậu về là say là ngủ hay ngáy. Ai cũng ngáy chứ, nó mời nhà gái. Bây giờ mình sẽ nói về mình chút xíu. Về bản thân thì em thấy em là một người khá năng động. Dạ, và tự tin. Về mặt giao tiếp tốt thì tính tình thì cũng một chút hài hước và cũng một chút nghiêm túc. Rất là năng động nên là dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao. Làm những cái thuộc về sở thích của mình như là đọc sách, đi cà phê với bạn bè. Những sở thích của mình như là đi chạy bộ, những cái hoạt động thể thao ở ngoài trời. Dạ. Nói chung hai người đều năng động hết trơn. Bạn gái cho mình hỏi đi, chơi thể thao bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là boxing dạ, với lại là đừng có lãng hoạn nha. Không, nhưng mà yêu giống màu cát mà anh. Hả? Yêu giống màu cát. Màu cát đúng không? Dạ, chào chị Hồng Vân. Vâng. Anh yên tâm, chỉ có đừng có làm em nổi nóng thì sẽ không xem anh là bao cát đâu ạ. Thấy mệt rồi. Hồi hộp. Nhìn em như thế này lại giám đốc nữa. Tại sao em lại có mặt ở đây? Cái đây 7 năm em cũng có chia tay vì vợ, có hai nhóc. Trước đây em ở trong này, nhà ở Gò Vấp. Bây giờ thì khoảng sau đến lúc hai vợ chồng chia tay thì em quay trở ra ngoài kia. Hai con ở với mẹ. Rồi chị... là mình chu cấp thôi, đúng không? Vâng, đúng ạ. 7 năm có một mối tình nào nữa có không? Nói chung là cũng có một mối tình thì được mấy tháng, xong thấy cô thực dụng quá thì chia tay. Thì thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11-12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện thì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Ôi, chào em gái. Chào anh. Dạ. À, dễ thương. À, em nghe cái đường tình duyên bên đây em cảm nhận thế nào? Em có một câu hỏi dành cho nhà trai được không rồi, ạ? Rồi, hỏi đi. Dạ vâng, anh có nói là bây giờ vợ và con anh đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là thương hai cháu.
Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển ra ở ngoài Thanh Hóa, trong khi nó sẽ là gây cái trở ngại rất là lớn cho anh về cái việc là chăm sóc con cái ở trong này với chị ạ? Thật ra lúc đó thì công việc này em, dạ vâng, nó cũng được không được thuận lợi. Ông bà già cũng có muốn hướng là quay ra, mình nghĩ thôi được để mà xa một thời gian đi, cái tinh thần nó bớt căng thẳng đi. Lúc đó thì nói chung là khoảng 3-4 năm thì là mất lòng tin ở con gái. Vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền, không còn cái gì có tình cảm hết cả. Dạ, vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con, thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn ạ? Vợ với lại bố mẹ thì anh không bao giờ anh đánh đổi là cái chuyện là đưa lên làm bàn cân cả. Vì là vợ là nó là ở góc độ khác, còn bố mẹ là góc độ khác. Bố mẹ mình là không có cái chuyện là mình để xua thánh bất cứ ai một ai hết em ạ. Cái mình thì mình cũng không nên là ấy cả. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Hai bạn sẽ gặp nhau để cùng trao đổi vấn đề đó. Cho anh hỏi bên nhà gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Từ góc độ em chia sẻ của em thì bản thân em là một người khá cao, nên em yêu cầu là bạn trai em phải là cao hơn mình. Bao nhiêu mét nhiêu nè? Hiện tại em đang cao khoảng tầm 1m6, đi dài vào nữa thì khoảng tầm 1m7, 1m71, 1m72. Bạn nam là phải 1m7 đúng không? Dạ đúng rồi. Một người biết chia sẻ với em là người khá hướng ngoại. Nếu giả sử như không chia sẻ được mọi thứ trong cuộc sống mà cứ ấm ức để mọi thứ nó bị vỡ ra khi mình không chịu để nói chuyện với nhau để hiểu ra và tìm ra vấn đề thì nó rất là khó. Nhưng mà chia sẻ là ban ngày nha, cao lắm 10 giờ thôi nha. Dạ. Đó, rồi xong. Rồi, em có mấy mối tình? Chính xác thì là em yêu hai người, người khoảng 3 năm từ thời sinh viên, sau đấy yêu một người khoảng hơn 6 năm và dùng dành cho đến lúc mà em biết bạn có gia đình thì khoảng tầm 9 năm. Bạn nói với em đấy là bạn ấy muốn em không phải khổ, vì bạn ấy thì cái lúc mà yêu nhau thì bạn đã biết là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của bạn là không có điều kiện bằng em. Bạn ấy nói là bạn ấy không sợ em khổ vì gia đình bạn nghèo. Chứ em á, cái mẫu hình lý tưởng của em á là như thế nào? Phụ nữ thì trông dễ nhìn một chút, đó là cái điều đầu tiên là để mà mình ấy. Phụ nữ nào cũng dễ nhìn, nó quan trọng mình có nhìn ta không. Cái thứ hai nữa là phải biết nói chung là có hiếu với bên nội bên ngoại, người ta nói phúc đức tại mẫu mà. Nên là vợ là phải có cái đó là cái điều quan trọng nhất. Này em chỉ cần có vậy thôi. Chỉ còn gia đình được rồi. Bên là trai đi với ai? Dạ đi với anh họ chị. Chào chị Hương Vân, anh Quyền Linh. Còn anh cảm thấy là bạn gái bên này cũng xinh gái năng động. Đấy, cho nên là hai em xem xét. Nếu mà được thì theo anh nghĩ là cố gắng có thể là mình có một cái quan hệ rồi dài dài. Sau này có thể là đến cái đoạn xa hơn ấy, mình tìm lại một nửa miếng ghép của đời mình. Dạ vâng. Thế vậy bây giờ em đi với ai? Dạ vâng, em đi với đồng nghiệp và nhân viên của em ạ. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh Dương. Thì trong quá trình mà làm việc với chị Thủy á, thì con thấy là ở công ty thì chị Thủy rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Tuy nhiên thì khi về nhà thì chị Thủy rất là đảm đang. Chị Thủy nói là chị Thủy không biết nấu ăn, nhưng mà thật ra là chị Thủy nấu ăn rất là ngon luôn. Sếp có giữ không con? Rất là quan tâm đến nhân viên luôn. Tuy nhiên thì là trong công việc thì cái gì sai là sai, mà cái gì đúng là đúng. Cá tính rất là biết đoán luôn. Mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Rồi hai người ta cứ đến giao lưu với nhau đi nào. Vâng em chào anh. Chào em. Vâng em. Này anh tặng em, nhưng mà cái này là 100 bông, nhưng đây chỉ có 99 bông. Dạ, đó vâng. Em thấy bông cuối cùng ở đâu? Bông cuối cùng á hả? Đúng cho rồi. Em đoán được không ạ? Được, em đoán đi. Em nghĩ đấy là anh ấy. Không. Anh nghĩ chắc là em ấy chứ. Một bó hoa rất là đẹp luôn, 99 bông. 99 và một bông đó chính bông là hồng em. Thiệt. Thật ra là em là gia người tài của người ta rồi. Vụ về yêu cảm xúc của mình và yêu những cái sở thích của mình. Cho nên là em không chuẩn bị quà nó thiên về cái cảm xúc của em khá nhiều, chai rượu vang. Em hy vọng là nếu giả sử như mình có duyên với nhau, thì khi mà mình về với nhau ấy, thì nếu giả sử như những lúc mà mình giận nhau thay vì ngồi để lại để cãi nhau, thì mình khui một chai rượu vang ra mình uống. Và mình khi có men rượu thì mình nói sẽ dễ dàng hơn. Anh cảm ơn em. Em thì, trước đi. Em anh có nói là anh cảm thấy khá phiền khi một người bạn gái gần đây là thường nói chuyện với anh sau 10 hay 12 giờ đêm gì đó. Bây giờ em có một cái sở thích đấy là chơi thể thao. Và em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao. Thậm chí về đôi lúc đi làm về em không vào bếp chuẩn bị bếp núc, và cái việc đấy không phải là việc ưu tiên của em. 9:30 10 giờ em mới về.
thì điều đấy sẽ ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu giả sử như mình hẹn hò? Làm cái gì làm, nhưng mà cũng dưới 12 giờ được, khoảng tầm 10 giờ được rồi. Một lần, hai lần sẽ được. Nhưng mà nhiều lần thật ra cũng rất mệt, vì là mình có những lúc đi, anh đi rất nhiều, có thể là một ngày chạy mấy trăm cây số. Dạ, không vâng. Được, không có tài xế là một mình phải đi là nói chung là rất nguy hiểm. Dạ. Nên là anh phải lo cho nói chung là tính mạng của anh trước đã. Em là người luôn muốn được bạn đời mình chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nếu giả sử những cái việc mà em luôn đòi hỏi cái sự chia sẻ đấy, nhưng mà anh đang mệt, nhưng mà em lại muốn là anh nói ra cái việc anh đang mệt để em chia sẻ với anh, nhưng mà anh thấy phiền, cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với anh nếu em là người như vậy? Đúng ra vợ chồng chia sẻ với nhau thì là cũng nên chia sẻ. Anh ghét nhất là những người nào giả dối. Vì vợ chồng thật ra bây giờ có những thứ mình nói thẳng với nhau. Dạ, như thế là tính của anh không ghen. Bây giờ em nói là em đi gặp bạn trai cũ, ok. Dạ. Hay là em đi gặp mà em dai mưa này khác là đó bình thường. Dạ. Nhưng mà em đi gặp về em nói với anh là đi gặp người khác là không được. Còn em đi gặp về bình thường không sao cả. Anh cũng có bạn, em cũng có bạn. Cái đó là rất bình thường, không gì cả. Tính anh về cái phần đó thì rất dễ giải. Quan trọng là tin nhau. Dạ, đúng không? Em mà đã yêu thương anh rồi thì chắc chắn em sẽ không làm được gì có lỗi với anh cả. Dạ. Có điều tất nhiên, đúng không? Còn em mà đã làm có lỗi với anh thì em có yêu thương anh đâu. Nên là mình có giữ không được. Dạ vâng. Vậy nếu giả sử như là về mà em cảm thấy em không thích, em sẽ đi, em sẽ nói anh ơi, mình đi ra ăn ngoài đi, em lười nấu ăn quá. Tình huống đấy em sẽ giải quyết như thế nào? Chế độ bình thường thôi, đi ăn thì đi ăn thôi chứ sao đâu. Rất đơn giản mà, tự nhiên bây giờ em thích đi ăn thì anh cũng đi ăn như. Nếu đó, giả sử đoạn em. Dạ vâng, nếu giả sử như cái việc đấy nó chỉ xảy ra một tháng 2-3 lần thì nó không bị, nó rất là bình thường. Nhưng nếu giả sử như nó xảy ra khoảng tầm 5-7 lần hay 9-10 lần thì nói thì chung là bây giờ nếu như mình cũng nên là đi làm về mệt rồi. Dạ. Nếu lúc nào mà cảm thấy nấu nướng được, mình ăn thì nấu, không ra ngoài ăn, rất bình thường. À vâng, vậy thì anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ là nhuộm tóc màu rất là sáng, ăn mặc rất là sexy, móng tay thì luôn xanh đỏ tím vàng? Thật ra anh không có quan trọng gì bề ngoài cả. Nhưng mà miễn là sao là cho nó vừa phải được rồi, nó đừng có ấy quá. Như thế nào được gọi là vừa phải hả? Tức là bây giờ em ra ngoài đường thì mặc kín đáo này khác, đúng không? Còn tóc bây giờ em nhuộm nhiều màu thì mai mốt anh bao giờ nhuộm lại một màu. Em thương anh thì em nhuộm lại một màu chứ có gì đâu. Nhưng mà cái việc rõ ràng là em nhuộm tóc màu là cái việc mang cho em vui vẻ và hạnh phúc. Rồi tại sao em thương anh em phải nhuộm màu đen, nhưng mà anh thương em anh lại không để cho em chơi những cái này ạ? Thật ra anh nói với em này, nhuộm tóc nói chung là cái chuyện đó là sở thích của em. Dạ. Chứ không phải là một cái gì để mà nó cũng không to tát gì cả, đúng không? Nhưng bây giờ thì thật ra vợ chồng mà phải chia sẻ, cái đó là sự chia sẻ đấy em. Bây giờ như sở thích của bây giờ anh mà em như vậy là không được. Đúng không? Thì bây giờ nếu như thực sự mà em mà đúng thật sự là ấy vậy, em ở nếu vậy thì thôi thì em sẽ không làm theo những gì cho anh buồn. Dạ vâng. Đúng không? Cái đó là sự chia sẻ mà em. Dạ. Vậy thì hai người mà chia sẻ sẽ tới sáng luôn chứ không phải tới một giờ đâu. Đó, tôi thấy bây giờ hơi căng thật đó. Nhưng em nghĩ sao nếu bây giờ mà bao giờ tiến tới hôn nhân? Em cần 3 tháng hẹn hò và sau 3 tháng sẽ xác nhận là có thể tiếp tục nghiêm túc hay không. Cái thứ hai, sau 3 tháng khi khoảng tầm 5 đến 6 tháng sẽ đi tới hôn nhân. Em muốn là cả hai người sống thật nhất có thể để hiểu được với nhau về đối phương. Nếu mà tí dụ yêu nhau á, thì là một đứa ở Thanh Hóa, đứa ở Thành phố Hồ Chí Minh sao đây? Thì tới này á, sang năm thì thật ra lại bây giờ em đang còn làm công trình ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Em chuyên làm cho chùa. Đến là kỳ tới này công việc ở trong em cũng rất nhiều, em cũng sẽ làm mở chi nhánh ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy. Một khi mà muốn rồi cái cả tuần bay ra bay vào được, ok không sao cả. Giàu quá, nhà bác có điều kiện quá, bác bay ra bay không vào. Phải. Một nói tuần bây... 7 ngày thì có mở. Đâu, bây giờ vía đang khuyến mãi chị ạ. Vía đang khuyến mãi. Bây giờ hai bạn tiến tới. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau. anh hát không hay nhưng em hát đi. Em hát cũng không hay nhưng mà em hy vọng là anh sẽ thích bởi vì là nó là tình cảm của em. Rồi. Dạ vâng. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay giặc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Vì nắng mai nên mưa, gọi trưa hè loang nước. Dù muốn nói với nhau nên nhìn nhau rất lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Em xin hết ạ. Trời ơi, trời. Em hát cũng không hay mà hát một chỉ một đoạn thôi. Giờ này nắm tay em lấy kia tình khí. Ê.
Yên tâm nha, đừng có run, em đang ở bên anh mà. Em đang ở bên anh mà. Run quá không ấy, không hát được. Không còn con sông, nước lên chào dâng bãi bồi. Anh về thăm em khắp nơi như là biển khơi. Chập chầm mái tranh nhô lên giữa ngọn chiều dâng. Thôi không hát nữa. Hát nữa. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chúng ta chỉ bấm bằng trái tim của mình các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm nghe. 1 2 3 Hết thời gian. Hai người bấm cùng một lúc luôn á. Nào. Yes. Bấm tay nhau. Được rồi đó. Trời ơi. Tối nay hai bạn có thể uống hết chai rượu vang và có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ trao nhau này. Cái nụ hôn gọi là dặm mặt cái nè. Nào, hãy đến đây xin phép nhà gái nha. Nhà gái khoái lắm, ngồi cười hoài rồi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Tối nay hai người uống hết chai rượu đi. Đó là những gì mà chúng ta thấy ở cặp đôi đầu tiên và mong muốn rằng họ sẽ sớm hiểu nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Hai. Dạ vâng, em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tình nào bắt vai hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Trời, nhát nhát thì cũng hai mối rồi. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn trai. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn trai bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Hoàng Thị Hương Lan. Em năm nay 29 tuổi. Em đến từ Quảng Trị. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Em đang làm ở một công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, anh chị Hồng Vân. Mà chào gia đình phía nhà gái cùng khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Đỗ Anh Tùng ạ. Em quê ở Khánh Hòa. Hôm nay em 31 tuổi và hiện làm kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật của bên công nghệ thông tin ạ. Làm ở đâu Tùng? Dạ em làm ở quận Gò Vấp ạ. Quận Gò Vấp. Tùng có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em là tính tình của em rất là hiền và em thích thể thao, như là cũng biết nấu ăn và cái sinh hoạt của em mà em cũng là người rất là kỹ tính. Rượu bia thuốc lá gì có hút không? Dạ thuốc lá thì không có hút và rượu không uống, mà bia thì chỉ uống có vài chai cùng gia đình thôi ạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em đó chính là em rất là nhát xem phim ma. Trời thấy cưng quá vậy, sợ phim ma hả ta? Sợ ma nữa trời ơi. Để coi bên đây người ta có sợ ma hay không nè. Dạ em chưa bao giờ coi phim ma, nó không dám coi ạ. Là không dám coi luôn nè Linh. Trời hai đứa sợ ma hết trời. Bây giờ mình nói luôn về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cơ. Về điểm mạnh thì em thấy mình là một người nói chung là giỏi nhiều cái. Giỏi ăn, giỏi ngủ, làm việc thì cũng khá giỏi. Đi chơi thì rất là giỏi. Về tính cách thì em thấy mình là một người khá là cẩn thận, cầu toàn, sống có trách nhiệm, yêu thương mọi người. Em làm gì thì nói chung là em rất là có tâm và rất là làm hết sức, hết mình. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì có lẽ chắc là em hơi nhát, với lại em hơi ngại trước đám đông. Dạ. Hai bạn đều nhát trong tình yêu hết trơn á. Rồi hai bạn đều sợ ma hết trơn á. Sợ ma lắm luôn. Cái này hợp á. Vậy là hai con người không bao giờ dám đi đâu ban đêm. Mà cũng coi không ai dám bỏ đi một mình hết trơn á. Linh coi như cái kịch ma của tôi lễ luôn á. Bạn gái, cho chúng tôi biết là bạn đường tình duyên thế nào rồi? Dạ vâng. Em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tình nào bắt vai hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Lý do gì mà lại chưa có tình yêu là sao? Em ngại, em nhát lắm chị. Dạ em ví dụ như em có thích ai thì em cũng chẳng nói gì hết á.
Xong rồi ví dụ như người kia cũng mình cũng biết là mình người ta có đâu thích. Có biết mình thích đúng không? Dạ đúng rồi, kê hai bên không nói gì nhau hết, kê cuối cùng không có gì hết trơn luôn. Em ơi, sợ ma. Em sợ ma thì được, nhưng tình yêu đâu phải là con ma đâu mà sợ nó. Đúng không? Còn bạn trai. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Trời, nhát nhát thì cũng hai mối rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Em chào em. Dạ. Mối tình của em thì cũng tìm hiểu nhau thì cũng tầm 1-2 năm gì đó. Nhưng mà đến khi mà đề cập đến vấn đề hôn nhân thì không có hợp nên là thôi. Nói cho bà mọi biết mình muốn tình yêu thương như thế nào. Cô vợ có cái điều kiện của em là như thế nào? Em nói chị nghe coi. Dạ thì tưởng tượng trong đầu em là cô vợ em phải như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là dễ thương lắm. Hiền và đảm đang. Rất là thương em. Thương em hả? Duyên dáng đúng không? Dạ. Em có em mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em mẫu hình lý tưởng của em thì cũng không có đòi hỏi sâu sắc lắm mà. Chủ yếu là tính cách là tâm lý hiểu chuyện và cũng không có nóng tính lắm. Tại vì tính em rất là hiền. Với lại biết nấu ăn. Em tưởng tượng cái bạn bên đây á, có bao nhiêu phần trăm trong suy nghĩ của em? Dạ chắc cũng được 70%. 70 hả? Dạ. Chứ chị thấy là tới 80, 8 mấy lần á. Ừ. Để hôm qua tôi coi 8 mấy, 90, 100. Cưng quá trời. Đàn gái, mình không thích đàn ông gì? Em thích đàn ông hơi gia trưởng, rồi vũ phu, rồi nhậu nhẹt bê tha. Đi mà gia trưởng đây, gia phó không hả? Yên lắm. Rồi bạn trai không có lý tưởng trong cuộc sống. Có lý tưởng không? Dạ có à. Có. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Thứ nhất là em, tại vì em cũng không có được cao lắm, cho nên em thích một người cao chắc khoảng tầm 1m7 lên. Để cải thiện nói giống. Cải thiện nói giống. Thì từ từ cũng cao. Đúng thôi. Ông làm gì mà ông tự nhiên ông chuyển sắc mặt giống đó tôi nghe. Cao cũng 1m mấy không? Dạ em cao 1m65 à. Đó. Được, 1m65 từ từ cũng cao thôi. Đây 1m65 đây. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ này. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Người thân đi. Bạn gái thì với ai vậy? Dạ em đi với có chị ruột của em ạ, chị họ rồi hai bạn thân của em đó. Chào cả nhà bên nhà gái. Chào em chị Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Và chào bên nhà trai và toàn thể trong trường quay. Bé Lan là một đứa cháu là ngoan hiền, có như giỏi giang đảm đang, phải có hiểu về cha về mẹ. Thì gì thấy là cháu trai bên này thì cũng được hiền lên, cháu cố gắng, hai cháu là cố gắng là bấm nút tìm để xây dựng với nhau. Cho tôi cảm ơn. Trai thì với ai? Dạ hôm nay em đi với lại mẹ chị. Có mẹ. Có mẹ để rồi. Mẹ nhận xét. Để hai bên góp ý cho đó, bên gì bên mẹ. Xin chào anh Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân, với bên họ gái, tất cả các người có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Đỗ Anh Tùng, gốc thì ở Nha Trang. Nhưng mà hôm qua giờ đã nghe con nó nói là con có cái sự hò hẹn thì con cấp tốc quay vô đây. Con mừng lắm, tại vì nó không có biết yêu đương gì đâu hết trơn á. Rồi hôm nay thì nghe nó thôi má con đi hẹn hò đi. Chứ bây giờ con cũng quá lứa rồi. Trong chương trình này thì nó thật ra thì tôi cũng rất là thích. Vì nhiều khi đi theo dõi trên TV á, thấy con mình nó ít quá, nó không biết hẹn hò gì cho nó sâu đậm. Bây giờ cũng cảm ơn chương trình và cũng động viên cho nó, thì mai mối cho nó mà trong ước nguyện thì thấy cái chương trình nó rất là hấp dẫn và rất là vui. Ngày hôm nay là tôi rất là mừng và cũng xin lần đầu tiên nhất gặp cháu thì với lại họ gái thì cũng rất là vui. Thì nếu được thì cũng sẵn sàng ủng hộ hết mình. Không có một lý do gì từ chối hết, tại vì mới nhìn là cũng thấy mến rồi. Hai đứa cũng nên là mở lòng cho nhau. Để mà đi đến vấn đề như vậy là cũng vừa rồi đó. Rồi, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn nhà trai nhà gái ha. Rồi bây giờ mở rào mở ra nha. Mở rào. Okay. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Hôm nay gặp em thì anh cũng cảm ơn về lại bông hoa đã tặng em. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Em cũng cảm món quà tặng anh ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ. Đây là một cuốn sách của một vị bác sĩ mà em rất là yêu thích ạ. Trong cuốn sách này thì kể về những câu chuyện rất là đời thường của anh ạ. Dù ở ngoài cuộc sống có bao nhiêu bồn bề hoặc là có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa thì có một nơi rất là ấm áp và là bình yên ạ, rất là yêu thương, đó là nhà. Cuốn sách tên là nhà luôn ạ. Anh cũng thích đọc sách lắm không? Dạ. Hôm nay thì anh cũng có tặng bông cho em, nhưng mà lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Trời ơi, trời ơi, mẹ hết hồn chưa mẹ?
em còn xuất sắc hơn bông anh tặng nữa. Rồi đi về ghế ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau coi nào. Bạn gái là thích đọc sách đúng không? Dạ em cũng rất là thích đọc sách, mà đọc sách tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình gì á. Vậy có thể làm thơ, đọc thơ được không? Cái này là thơ thả thính, nhưng mà tại vì em sợ em hơi run cho nên thôi cho em xin cầm giấy em đọc ạ. Tháng 8 rồi anh đã sẵn sàng chưa? Che chở em suốt chuỗi ngày giông tố, nhà hôn em giữa trốn đông người trên phố, và cuống cuồng mỗi khi thấy em đau. Tháng 8 về đi rồi cũng thật mau, ở bên em mình cùng nhau níu giữ, yêu thôi mà có gì không dám thử. Tháng 8 rồi mình hẹn hò đi em. Bài thơ thả thính á. Bạn trai có gì đáp lại không nè? Từ lâu thì anh cũng đã từng ước mơ rằng sẽ đến một ngày được kết tóc xe duyên cấp nên vợ nên chồng. Đó là ước mơ của anh. Thì hôm nay cũng xin hát một bài nói về ước mơ đó. Bài hát nó không chỉ là mơ của ca sĩ Phan Đình Tùng đã từng biểu diễn. Nếu không chỉ là mơ xin hãy thôi mong chờ, ngày anh hôn chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tìm đến như mơ, tình quá bất ngờ, tình như ánh mây trôi về đâu ai có hay. Nếu ta thuộc về nhau xin hãy thôi âu sầu, và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tình đến như mơ, tình trong nhung nhớ. Ngày nào em lên, ngày nào em lên tiếng yêu, em sẽ xin hơn nhiều thứ tha yêu kiều. Thôi xong qua đi được rồi đó. Bây giờ vô vấn đề hẹn hò đi. Không biết là em có thích tập gym giống như anh không ạ? Dạ em cũng rất thích thể thao. Em chơi cũng khá khá nhiều môn ạ. Em tập aerobic, rồi tập đi bộ, rồi leo núi, rồi tập yoga, tập học nhảy, học đồ nha. Nói chung là em thích nhiều hơn anh rồi đó. Anh là chỉ tập gym thì trong cái bộ môn gym thì nó rất là nhiều động tác cũng như là nhiều bộ phận trên cơ thể phải tập. Yeah. Nhưng mà cái tập yoga của em cũng là rất là tốt cho sức khỏe. Yeah. Nếu mà anh với em có tình cảm sau một thời gian tìm hiểu mà có tình cảm thay tiến xa với nhau thì không biết khi nào em đồng ý để đám cưới với anh. Em nghĩ là tùy theo tình cảm của hai đứa thôi. Ví dụ như là hai người hiểu nhau tới đâu, có nghĩa là mình phải có một cái suy nghĩ là chín chắn và trưởng thành, chứ không phải là cứ mình vội vàng hay là bị người này hội quá, người kia hội quá. Em mong muốn là giống như là hai đứa chủ động là tìm hiểu nhau. Rồi, hỏi nhau về việc kinh tế gia đình đó, ai giữ tiền, mình trao đổi quan điểm với nhau đi. Ý em sao anh? Nếu như mà lập gia đình thì vấn đề tài chính thì anh cũng không có quan trọng vấn đề là ai giữ tiền. Ví dụ như em có thể giữ tiền tốt hơn anh thì anh sẵn sàng làm đầu tháng cuối tháng gửi tiền hết cho em. Anh khi nào mà anh hết tiền anh cứ xin em thôi. Thôi em cũng thích như vậy, lắm đâu em giữ tiền cũng không có được tốt á, mà em muốn là người đàn ông cũng chủ động về tài chính hơn á. Chung là cứ một tháng em đưa em nhiêu đó để mà trang trải cuộc sống thôi. Còn mình cũng cần phải chủ động hơn trong công việc, trong cuộc sống, thì tất nhiên là cái phần tài chính á thì mình nắm giữ thì vẫn tốt hơn ạ. Trời ok liền em. Thiệt lắm gặp người này đó. Nói thiệt với em ít người phụ nữ nào mà trả lời okay được như vậy luôn. Rồi bây giờ em hãy nói một cái lời nào đó bước tới bạn gái. Cầm giùm cho sao mà rung dữ vậy. Một lời nào đó bằng đáy lòng của mình, nói những cái suy nghĩ thật mà mình. Cầm hai tay, tay bóp chặt đó. Lại nắng nót gì đó. Từ lúc mà ngồi ở phía sau và bắt đầu chương trình thì anh cũng không biết rằng em như thế nào. Và khi mà màn sân khấu được vén lên thì anh cảm thấy là rất là bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ rằng là em lại xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Trời. Nên là anh cảm thấy là rất là may mắn khi được gặp được em. Và anh cũng hy vọng rằng sau cái chương trình này anh với em có thể để tiến xa nhau hơn và có thể tiến đến gia đình một mái ấm mà anh hằng mong ước. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Thôi, quả tròn trìa đầy đủ rồi. Rồi, thôi, ngồi xuống đi, bấm nút thôi. Hãy bấm theo nhịp đập con tim của mình. Hãy bấm đúng với suy nghĩ của mình. Hãy bấm bằng trái tim của mình nha. Một, ba, hai, ba. Đó, hai cái cạch cạch bằng nhau luôn á Linh. Nào, nắm tay nhau. Chính thức chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau.
xin phép gì? Dạ, hôm nay lần đầu tiên con tới gặp em Lan đây thì cũng xin phép cô cho con được hôn Lan một cái. Rồi, đó, hôn đi. Dạ, lần đầu tiên tới gặp Lan cho con hôn Lan cái. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chương trình mong rằng là các bạn sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, giọng Quảng Trị dễ thương quá nha. Như vậy chúng ta đã đến với hai câu chuyện hôm nay. Mỗi câu chuyện có một màu sắc khác nhau, nhưng mà rất thật quý vị. Tất cả mọi câu chuyện chúng tôi không có dàn dựng gì cả. Họ đến đây, họ nói bằng cả trái tim của mình. Và cuối cùng họ đã bấm nút. Chắc chắn rằng là họ đã có cùng một nhịp đập con tim với nhau. Và mong rằng nhịp đập đó nó sẽ hòa nhau suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì...